Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cháy nổ tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia, Nga-Ukraine đổ lỗi cho nhau. Ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Evgeny Balitsky nói rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNBB, đã bốc cháy sau khi bị lực lượng Ukraine pháo kích nhưng đám cháy đã được kiểm soát, theo đài RT. Theo ông Balitsky, đám cháy bùng phát hôm 11 tháng 8 sau cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Energoda gần đó làm ảnh hưởng hệ thống làm mát của nhà máy. 6 lò phản ứng của nhà máy đã được đặt trong tình trạng làm lạnh để phòng ngừa cháy nổ và không có mối đe dọa nào về nổ hơi nước hoặc hậu quả khác, ông Balitsky nói thêm. Các nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ cháy và các nguồn gây cháy đã được loại bỏ, ông Balitsky cho hay. Ông Balitsky nói thêm rằng mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy là bình thường và không gây nguy hiểm cho người dân ở gần đó. Phía Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Kamikaze trong cuộc tấn công vào nhà máy hạt nhân. Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đảm bảo an ninh cho nhà máy, gọi vụ tấn công là hành động khủng bố. Những kẻ khủng bố ở Kiev, dưới sự lãnh đạo của phương Tây, đã phá hủy đất nước của họ, hủy hoại người dân Ukraine, làm suy yếu an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, và bây giờ họ đã bắt đầu khủng bố hạt nhân trên toàn lục địa này, bà Zakharova nói. Trong khi đó, Ukraine cho rằng vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia là do Nga gây ra, theo hãng thông tấn Ukrinform. Theo ông Yevhen Yevtushenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Nikobol tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Nga đã đốt cháy một lượng lớn lớp ô tô tại khu vực làm mát của nhà máy. Có lẽ đây là một hành động khiêu khích hoặc một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn cho các khu định cư gần đó, ông Yevtushenko nói. Theo ông Yevtushenko, mức độ phóng xạ tại nhà máy là bình thường. Ngày qua, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky kêu gọi IAEA buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động khiêu khích này. Miễn là bọn khủng bố vẫn kiểm soát nhà máy hạt nhân, tình hình sẽ không và không thể bình thường. Chúng tôi đang chờ phản ứng của thế giới, chờ phản ứng của IAEA, ông Zelensky viết trên Telegram. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3 năm 2022. Giao tranh dữ dội gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Ngày 10 tháng 8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Liên bang Nga Rosatom đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào tỉnh Kursk, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân quan trọng của khu vực. Giám đốc Rosatom Alexei Likhachev đã cảnh báo rằng các hành động của quân đội Ukraine không chỉ làm tăng nguy cơ đối với nhà máy hạt nhân Kursk mà còn đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của Nga. Likhachev đã đưa ra những nhận định này trong cuộc gọi khẩn cấp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Rafael Grossi. Ông Likhachev nhấn mạnh mối nguy cơ về các cuộc tấn công và khiêu khích tiếp theo từ phía Ukraine. IAEA, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cũng đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế tối đa để ngăn chặn khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân. Tổng giám đốc Rafael Grossi cảnh báo rằng việc tiếp tục giao tranh gần nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể dẫn đến một vụ tai nạn nghiêm trọng với hậu quả phóng xạ nghiêm trọng. Trong một tuyên bố, Grossi nhấn mạnh rằng ông đang liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của cả Nga và Ukraine và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Các mảnh vỡ được tìm thấy tại nhà máy, được cho là từ tên lửa bị bắn hạ, không cung cấp bằng chứng về một cuộc tấn công trực tiếp. Dù vậy, Rosatom xác nhận vào ngày 9 tháng 8 rằng nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn hoạt động bình thường. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi quân đội Nga báo cáo rằng lực lượng ủng hộ Ukraine đã xâm nhập vào khu vực Kursk, triển khai khoảng 1.000 quân, xe bọc thép và xe tăng, buộc bộ tình trạng khẩn cấp của Nga phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực này. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, quân đội Ukraine đã tiến sâu tới 35 km vào tỉnh Kursk, mặc dù chưa hoàn toàn kiểm soát khu vực. Giao tranh dữ dội đã dẫn đến nhiều thương vong và báo cáo sơ tán hơn 76.000 người khỏi các vùng biên giới.
Hãng thông tấn TASS ngày 10 tháng 8 cho biết các lực lượng Nga đang chiến đấu ác liệt để đẩy lùi lực lượng Ukraine thâm nhập sâu 20 km vào vùng Kursk. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột quân sự bắt đầu vào năm 2022. Nga đang tăng tốc quá trình sơ tán dân thường khỏi huyện Belovsky thuộc tỉnh Kursk. Nga đang tăng tốc quá trình sơ tán dân thường khỏi huyện Belovsky thuộc tỉnh Kursk trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine. Quyền thống đốc tỉnh Kursk, Alexei Smirnov, đã ra chỉ thị rõ ràng để đẩy nhanh công tác sơ tán dân cư. Trong thông báo trên trang Telegram, ông Smirnov khẳng định, "Tôi đã yêu cầu người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky tăng tốc thực hiện quyết định sơ tán của trung tâm điều hành. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân địa phương trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng." Theo thông tin từ Nikolai Volobeev, người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky, hoạt động sơ tán được thực hiện theo hình thức tự nguyện. Cư dân đang di chuyển bằng phương tiện cá nhân của mình hoặc những chiếc xe buýt do cơ quan chức năng địa phương tổ chức. Họ được đưa đến các khu vực tạm trú an toàn tại thành phố Kursk cũng như các khu vực lân cận. Chính quyền địa phương đã đảm bảo rằng các điểm tạm trú được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của người sơ tán. Chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 với các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh. Những đợt tấn công này đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng và dẫn đến cái chết của ít nhất 5 cư dân địa phương. Các số liệu thống kê gần đây cho thấy hơn 60 người đã bị thương trong các cuộc tấn công, trong đó có 5 trẻ em. Hiện tại, 55 người đang được điều trị tại các bệnh viện, nhiều người trong số họ trong tình trạng nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, hoạt động sơ tán đang được mở rộng đến nhiều khu vực khác ở Nga, bao gồm thủ đô Moscow và vùng Moscow. Quyết định này được đưa ra nhằm tránh nguy cơ từ các cuộc tấn công tiếp theo và đảm bảo rằng các khu vực an toàn có thể tiếp nhận và hỗ trợ tốt nhất cho những người bị ảnh hưởng. Nga quyết liệt trả đũa Ukraine sau vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Chính quyền thành phố Kiev đã phát đi cảnh báo khẩn cấp trên Telegram vào đêm ngày 10 tháng 8, thông báo rằng hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt ngay lập tức sau khi còi báo động không kích vang lên khắp nơi. Theo thông tin từ AFP, thành phố thủ đô của Ukraine trở nên hỗn loạn khi các tiếng nổ mạnh mẽ liên tục dội về từ trung tâm và phía đông Kiev. Lực lượng không quân Ukraine đã xác nhận rằng hai tên lửa của Nga đang nhắm thẳng vào thành phố, làm gia tăng sự căng thẳng và lo lắng trong cộng đồng. Cảnh báo không kích được phát ra liên tục và không khí đêm Kiev bị phá vỡ bởi những tia chớp sáng rực trên bầu trời, làm dấy lên sự hoảng loạn trong người dân. Hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt, nhưng tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Cảnh báo này không chỉ là một cú sốc lớn mà còn là dấu hiệu của tình trạng leo thang căng thẳng giữa hai bên. Ngoài những cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kiev, lực lượng không quân Ukraine cũng thông báo rằng 5 khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine đang bị tấn công bởi các thiết bị bay không người lái, làm gia tăng mức độ khẩn cấp và lo lắng trong cộng đồng. Điều này cho thấy tình hình chiến sự đang trở nên ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn. Những ngày gần đây, mối lo ngại ngày càng tăng lên trong dân chúng Ukraine rằng Nga có thể tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn để trả đũa cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công này đã buộc Nga phải thực hiện một chiến dịch sơ tán quy mô lớn ở khu vực Kursk, làm gia tăng mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia. Sputnik đưa tin, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk. Cuộc tấn công này không chỉ là một đòn đánh mạnh mẽ vào lực lượng Ukraine mà còn thể hiện quyết tâm của Nga trong việc đáp trả các hành động quân sự của Ukraine. Sự leo thang này làm gia tăng sự lo lắng và căng thẳng trong cộng đồng quốc tế, với khả năng xảy ra những cuộc tấn công tiếp theo không thể đoán trước. Tình hình ở Kiev và các khu vực lân cận đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, và các biện pháp phòng thủ và đối phó khẩn cấp đang được triển khai để bảo vệ dân thường và giữ gìn sự ổn định trong bối cảnh chiến sự ngày càng phức tạp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!